mình mới chứ. Mình là lớp trưởng của lớp 4.3. Mình tên là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc có nghĩa là gì? Bảo có nghĩa là bảo bối, còn Ngọc có nghĩa là ngọc ngà châu báu. Hôm nay mình có hẹn với lại một người bạn của mình học ở bên nước ngoài, ở bên bển, mới về Việt Nam học lại. Thì hai đứa mình có hẹn nhau ngay chỗ này luôn nè, ngay cổng trường luôn. Mà sao giờ này không thấy bạn ở đâu ta? Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, Các bạn nhỏ có thấy một bạn nữ rất là xinh đẹp này, tóc dài này, nụ cười rất là tươi và tên là Bảo Ngọc không? Có ai nhìn thấy không? Đây là đầu cổng trường, kiểu gì thì Bảo Ngọc cũng phải đi qua đây đúng không? Rồi mình sẽ ngồi ghế ở đây, mình nghỉ ngơi một chút, kiểu gì Ngọc cũng sẽ đến. Ui, ở đâu ra một quả bóng cun mọi người ơi, bóng cun này, nhặt được quả bóng. Chị Thơ Nguyễn luôn, sướng thế. Bóng vừa đẹp vừa xịn luôn. Ý, bóng xịn. Hình như đây là học sinh mới đến thế nào đấy, biết nói lại từ này chưa? Mình mới chuyển đến trường này, mình không biết luật lệ gì hết. Mình chỉ có hai lần sức vui cho mình với bạn mình thôi. Bạn ra đi. Bạn cậu là ai? Là tôi nè. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Hai bạn này đi cướp sức vui của mình. Tự nhiên đi giật sửa người ta thấy kỳ không? Kỳ không mấy bạn? Thấy chưa? Mệt quá. Thôi tụi mình đi Phúc ơi. Từ từ, đừng lại. Hôm nay tôi sẽ thách thức lớp trưởng. Nếu mà lớp trưởng thắng tôi, từ sau tôi sẽ không bao giờ bắt nạt mọi người nữa. Phúc không? Vừa, nhìn mặt uy tín như này cơ mà. Các bạn nhỏ làm chứng cho chị Bảo Ngọc nha. Ok, thách gì? Đi, xoay báo. Từng bay lên cao đi ba ba bờ. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức. Vỗ tay mọi người ơi. Vỗ tay mọi người ơi. Wow. Các bạn thấy bạn của mình giỏi không ạ? Anh em bên cạnh tám tốt hết sức dâng lên cao nào. Ok. Bây giờ đến lượt bạn của bạn đấy. Cố lên, không khó lắm đâu. Mọi người ơi, cổ vũ chị Ngọc đi. Vỗ tay nào. Được mà sẽ cố gắng. Rồi, cố lên nào. Tập trung. Chưa đi. Vỗ tay lên. Xuân sắc quá. Trời ơi bạn ơi, bạn thách lộn người rồi. Tại vì mình giả bộ thôi. Nhưng mà từ, bạn Phúc còn phải ở lại solo freestyle với mình nữa. Ê, cái này tôi không cứu được đâu. Cái này thua thôi, ráng mình tự mình chịu nha. Ôi đâu rồi nha. Bạn tâm giỏi không? Trời ơi, bạn này ha là vô địch freestyle football Việt Nam U14. Chơi đi chơi, mình sợ gì bạn. Ok. Chơi đi chơi. Nhường bạn chơi trước bạn đó chơi đi. Lên nhạc. Wow, bạn này tân giỏi quá à. Thấy chưa, mình nói rồi. Tân giỏi quá à. Tân giỏi nhất trường luôn á. Ồ. Vỗ tay nào các bạn ơi. Ồ. Ghê chưa. Quá ghê luôn. Đây là chùm trường của mình nha. Đây là chùm trường à. Wow. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên đất con tim này. Chuẩn bị có màn kết hợp nữa nè. Quan cho đôi chân này thêm sức chạy. Wow. Từng bay lên cao. Vỗ tay nào mấy bạn ơi. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp tăng ga thêm sức mạnh. Nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em. Cố gắng bước qua lấy hết vinh quang. Các bạn cổ vũ như vậy thì mình phải nỗ lực rồi. Vỗ tay hiện ta cho anh Phúc nào. Từng bay lên cao đi ba ba bờ. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp tăng ga thêm sức mạnh. Không kém cạnh chùm trường luôn nha. Vì con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám
về tay ai được. Ê, cái này Y chang bạn luôn á. Quê quá hả? Học à, chỗ này như học với nào ấy. Người ta học ở bên nước ngoài, hiểu không? Yeah, các bạn ơi, vỗ tay thật lớn cho anh Đỗ Kim Phúc được không? Cái trình du học nó là đẳng cấp khác, bạn hiểu không? Tự hào bạn mình quá. Hay sao vậy? Sao nghe nói gì vô địch Việt Nam U14 rồi top 15 U16 thế giới mà sao chơi vậy, là chán quá. Chán thiệt sự luôn. Hôm nay tôi không thích Tân thôi, chứ bạn thắng tôi chắc. Tôi ghi vô sổ đầu bài luôn á. Cái từ này tôi nghe hơi quen, hình như ngày nào tôi cũng bị ghi sao ấy. Nè, tôi ghi vô sổ đầu này, bài luôn. Thiếu bút không? Thiếu bút không? À, thiếu bút hả? Bút này. Đây. Ghi em nào. Ok. Ô, thế là ghi thật à? Thôi đâu, Nguyễn xin lỗi, xin lỗi. Nguyễn Việt Anh, thôi. Nguyễn Hoàng Huỳnh lập biên bản lần thứ N. Tôi biết lỗi rồi. Đùa tí gì căng. Bạn bè với nhau là phải biết yêu thương nhau. Đúng rồi. Không được chia bè chia phái. Đúng rồi. Không được ăn hiếp nhau. Đúng rồi. Hòa đồng với nhau. Đúng rồi. Đỗ Kim Phúc vô sổ biên bản lần thứ nhất. Ok. Mình đùa. Ok, bạn đùa đúng không? Ok, nãy giờ mình dặn cái gì mấy bạn nhớ hết chưa? Tôi mình nhớ hết rồi. À. Ok. Được rồi. Đi thôi. Đồng chí Bảo Ngọc lên nha. Là em đây siêu ly vẻ ngoài xinh xắn lạ kỳ. Vừa yêu thiên nhiên em thêm hiền lành lương thiện. Tình duyên xanh bao la bước vào cuộc sống kỳ lạ. Một tấm hồn cho mình qua lá ai. Vì em xinh lại thêm cá tính siêu ly. Mọi người xung quanh đang ngắm nhìn em bước đi. Một siêu ly lạnh lùng nhưng quan tâm đến bạn bè. Lộng lấy ôi sao thiệt vời thế. La 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 la. Cùng siêu ly yêu thiên nhiên bao vây trái đất. La 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 la. Yeah.